Đang ngồi tù, Ngô Diệc Phàm bỗng có động thái bất ngờ khiến cả showbiz sôi sục. Giờ đây nhất cử nhất động liên quan đến Ngô Diệc Phàm đều nhận được sự chú ý vô cùng lớn từ phía người hâm mộ. Gần 3 tháng bị bắt vào tù vì nghi án hiếp dâm, Ngô Diệc Phàm khiến cả showbiz phải nín thở vì cuộc thanh trừng rác mặt chưa từng có trong lịch sử làng giải trí xứ Trung. Mọi thông tin liên quan đến nam diễn viên đều được truyền thông và blogger cập nhật từng giây từng phút. Theo đó, vào tối ngày 12 tháng 11, trang Sina bất ngờ đưa tin Ngô Diệc Phàm xin rút đơn kiện hai bị cáo gồm người họ Tra và một công ty tại Thâm Quyến về vấn đề tranh chấp trách nhiệm pháp lý trên Internet. Sau quá trình xem xét, tòa án chấp thuận cho cựu thành viên nhóm Meso rút đơn kiện. Trong khoảng 3 tháng ngồi tù, không rõ lý do gì khiến nam ca sĩ rút đơn kiện, song sự kiện này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội Weibo. Từ khóa Ngô Diệc Phàm rút đơn kiện chém chệ đứng vị trí thứ một top tìm kiếm Weibo suốt từ tối ngày hôm qua cho tới nay, cư dân mạng bàn tán xôn xao cho rằng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như này mà nam ca sĩ vẫn cố theo đuổi pháp lý các vụ việc khác, nên lo cho bản án của mình trước đi. Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát ra lệnh giam giữ hình sự từ tối ngày 31 tháng 7. Nam tài tử bị điều tra với loạt cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ. Vụ ồn ào của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz Hoa ngữ từ trước tới nay. Nhiều cơ quan thuộc giới chức Trung Quốc đồng loạt lên tiếng, các đối tác, đồng nghiệp hủy quan hệ hợp tác để tránh dính líu đến anh. Giới luật sư nhận định nam diễn viên có thể đối diện án hình sự với mức phạt tù từ 10 năm đến chung thân. Hiện nhiều người cũng đang chờ quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng về loạt bê bối của Ngô Diệc Phàm.